nó làm cho có. Còn nếu rễ có, nó làm cho nhiều. Đó, tôi phân tích rõ vậy để cho các anh chị mình nắm. Còn làm dài bộ rễ, chẳng hạn như là những cái nơi, những cái mà các anh chị cầm bộ rễ dài, như là các anh chị mình có trồng những cái cây văn đa treo, đúng không? Rễ nó thập, dạng nó rạng rễ mềm, thì các anh chị mình lưu ý để kéo dài. Chứ còn các anh chị trồng những cái cây băng đa treo mà các anh chị không bón canxi thì rễ nó cứ đâm ngang, nó đâm ngang thôi chứ nó không đi xuống, mà nó cứng còng. Mà cái rễ của người ta bằng ống hút nó mềm mèo, còn của mình cái rễ chà bá cứ ngắt nó ra nhiêu đây thôi mà nó đâm ngang vậy. Đấy, các anh chị mình lưu ý. Thì để làm cho rễ dài, thằng canxi là làm cho rễ trắng không râm, thằng canxi là làm cho rễ mập bự ra, thằng canxi làm. Cái này hôm trước thì tôi có các anh chị trước thì đây nói lại để cho các anh chị mới á. Đừng có lẫn lộn, nói ở cái này rồi không cần phải tưới canxi nữa. Đó nè, thằng này chỉ làm nhiều thôi. Mà nay mai các anh chị mình mỗi lần ngày cây mình lớn, mà các anh chị để le que dài cọng rễ thì nó rớt lá, tôi nói trước. Tại sao cây càng lớn các anh chị liều phân càng tăng mà không tạo bộ rễ cho nhiều là sao? Các anh chị mình nhớ hồi cây bốt đi, đó, thí dụ như bây giờ cây bốt này nó có 2 cọng à. Thường thường các anh chị nhập về, nay mai nó 4 cọng vậy nè. Thì cái này đầu tiên là các anh chị quất 2 gram rồi, cho 1 lít rồi. Bây giờ nó về mà các anh chị cho 2 gram thì đừng nói thằng con này nó nay mai nó tới đây thôi, và cái thằng sau này rớt lá. Các anh chị mình quan sát lại, coi lại cái quá trình của mình coi đúng vậy không. Và nay mai cái đợt sau này cùi không à, chỉ có cây trước có lá thôi. Hôm nay hôm trước tôi có nói, chỉ nói phớt, thì hôm nay tôi nói lại cặn kẽ. Đó nè, là cây mỗi ngày mỗi lớn, con người mình cũng vậy, thì thức ăn càng tăng. Cả thế giới bên tầng Thái Lan cũng vậy. Bên tầng Thái Lan thưa các anh chị, cây này nó ăn 4 gram. Các anh chị đi qua bên coi, coi nó tưới, nó pha nó tưới trước mặt mình coi. Thì tại sao bây giờ các anh chị nhìn lại cái cây mình nó trụi lụi, nghĩ coi mình cho nó ăn bao nhiêu? 1 gram 1 lít tuần mới ăn 1 lần, không cùi sao được. Rồi mới đầu thí dụ bây giờ á, rồi nhiều khi các anh chị trồng đó nhiêu đây thì nó ăn 2 gram đủ. Nhưng mà nay mai thí tỷ nay mai đó nó ra một con này nè. Bây giờ hai thằng này không nói, giờ nó ra một con. Theo đúng ra đó thì các anh chị phải đưa tăng rồi, 2 gram mốt. Các anh chị đưa cái thấy con này nó ở dưới cái góc này nó phù, chứ không phải nó vậy đâu, vậy là đói phân nè. Vậy là đói nè. Khi mà nó ra cái mầm á, đối với cây đa thân á, các anh chị nên nhớ ở dưới gốc này nè, khi mà nó đâm cái chưa phát triển lá nó phù như ông địa đó mới đúng, để nó đẩy cái ngọn lên. Còn nó xuông luộc vậy là thua cây, cái con này tới đây thôi. Bây giờ tôi hỏi lại các quý vị, bây giờ nay mai hai vợ chồng lấy nhau, một lon gạo nấu mỗi người 2 chén đủ đúng không? Qua năm sau đẻ nữa cái ba đứa 2-3 tuổi, nó biết ăn rồi, phải không nè? Mà anh đi lao động làm phụ hồ cũng kiếm được con lon gạo, thì phải hai vợ chồng mỗi người xót sớt nửa chén cho con không? Đúng không? Nhưng mà con không đủ ăn. Đúng là nó phải ăn là chén đặng nó lớn mà, còn mình già rồi, phải không? Rồi qua năm sau chịu chơi thêm đứa nữa, phải không nè? Anh cũng đi kiếm được con lon gạo à, bị mình đi làm lao động chỉ có nhiêu đó thôi. Nói bà vợ, bà vợ thôi em ơi, bây giờ anh sức anh có hạn, mà giờ cái lương anh vậy thôi, thôi giờ mỗi đứa xếp cho thằng thứ hai nửa chén nữa đi. Vậy thằng anh chén, thằng em chén, hai vợ chồng chén, 4 người, anh với chị chết trước, đúng không? Bắt đầu suy nè, đâu có để con mình đói, mà thằng con không đủ ăn.
Như vậy thì bốn nhân khẩu có một lon gạo thì ai ăn ai nhịn đây? Sống không? Thằng già sống trước. Như vậy thì thằng đang rô này nè, mấy cái thằng mà nay mai về là cùi trước, chứ có một con nào có khi nào mà rụng lá đâu. Nhưng mà con lớn không nổi, ăn không đủ. Nhưng nếu hai vợ chồng anh nên làm cái anh thôi bây giờ mình có con rồi, em đi làm thêm đi hai lon gạo thì hai vợ chồng vẫn ăn hai chén, con vẫn con chén rưỡi, rồi cái đẻ thêm thằng nữa, cái lương mình tăng lên, mình có quá trình mà phải không, mình có thâm niên mà, cái tăng lên ba lon gạo, cả gia đình đều phát, đâu có nào nhường nào, cha mẹ đâu có nhường cho con, mà con đủ ăn không có đẻ. Giờ mình trở lại cây lan đó, quý vị cho nó ăn vậy được không? Nó tại sao cây đăng rô khó trồng, cây này nọ, nhất là cây xô nha rồi nọ, cùi không dễ, rớt lá dễ này nọ. Mình coi lại mình cho nó ăn theo đúng cái lứa của nó. Đó, suy nghĩ ra đi. Nên đừng đổ thừa cây lan tội nó lắm. Muốn cho nó lớn, muốn cho nó cao gấp đôi mẹ nó. Nâng đẩy lên, bởi vậy quý vị coi trong cái liều tôi mới đầu 1,5 gram, sau đó 2 gram, tới cái quy trình ra hoa 3 gram, coi lại coi nếu mà các anh chị không làm theo rồi cây bắt đầu suy thoái, rụng lá, rớt lá là nhẹ đó. Cái đó là cái lịch cho 3 tháng, sau đó 4 tháng tăng lên cái ngưỡng thằng này mà cái cây vậy là 5 gram, nó mới bằng cây mía được. Các anh chị muốn cây đăng rô và bằng cây mía, các anh chị cứ ram ram nhịp 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 làm sao bằng cây mía được, làm sao mà 5-7 giòi được đó. Các anh chị coi lại, tôi không nói các anh chị bạo phát, tất nhiên là đương 2 gram quất 3 gram chết còn thà. Từ từ thế tỷ giờ thấy nó đâm cái chồi, thấy không, đâm vậy 2-1 cái thấy anh thì ra thêm cái ngọn nữa, thêm cái lá nữa, 2-2 tuần sau cứ tuần lên nhịp nhịp tới điểm 3 dừng là mày ra hoa rồi, đúng không? Các chị tăng kiểu đó cho tôi đi, chứ đừng có nói đương 2 gram quất cái 3 gram rớt lá liền. Cái gì cũng vậy, nâng từ 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 thì các anh chị sẽ thấy mỗi một ngày nó lên, nó cho các anh chị 2 phần. Các chị kéo thêm dây đo đi rồi thấy, đừng để nó nhích từ ly. Mà cái cây mà nằm lâu ở trong vườn của mình, thứ nhất các chị kinh doanh tốn thân, tốn điện, tốn nước, tốn công, mà cây già cội sớm. 4 tháng cởi cây này ra vườn rồi, có nhiều cái kế. Giờ thưa thầy, giờ em không có ra vườn, em cắt cành rồi sao? Cây em sau khi em để bị hạt cắt cành thì phải để nó nở hết, đúng không? Mà nở hết á, thì khi các anh chị nên nhớ, cái cây mà khi mà đậu bông ra hoa vậy, các anh chị dường như giảm liều phân lại, có thể ngưng, bởi vì nó đã đủ dự trữ rồi. Còn lúc đó mà các anh chị hoa mà tràn ngập, các anh chị đột lia lịa vô đó, nhiều khi thúi hoa, hay là nhiều khi hoa có tật, già sớm. Bởi vì khi cây mang hoa, toàn bộ rễ, thân, lá ngưng tăng trưởng, để bao nhiêu sức dồn lên nuôi cái bông. Các anh chị nhớ cái điều này. Như vậy thì sau khi cây bông xong, các anh chị nào cắt cành thấy cái thân nó nhăn, đúng không? Thân nó nhăn, cái lá nó vẫn xanh, thân trước thân sau nhăn hết, rễ cái đầu xanh không thấy, đúng không? Cây ngưng tăng trưởng, không ăn, để bao nhiêu sức dồn lên. Bởi vậy lúc mà nó mang bông, các anh chị tứ thân vô ích, không ăn uống gì hết. Các anh chị giãn cái phân ra, tôi không nói là cắt hẳn, nhưng mà các anh chị cho vô tới giờ độ dưỡng, nhất là trong cái giai đoạn ra bông thì các anh chị nên tưới buổi chiều cho nó ăn phía dưới lá nè, lúc đó khi cọng mở nè, trong đêm á mà loãng thôi, chứ không phải tưới liều chính. Thí dụ như các anh chị mình tưới 3 gram, tưới buổi chiều 1,5 gram, bị rễ các anh chị mà khi cây mang bông, các anh chị coi đầu rễ coi,
không phát triển nữa. Nếu có con đó, có lẽ cái con này ngưng, không tăng trưởng nữa. Tất nhiên là mọi việc tăng trưởng đều đình trệ để nuôi bông. Mà các anh chị để ý coi, trong cái lúc mà cái cây mang bông á, khó bệnh hoạn lắm, sức đề kháng nó cao lắm, giống như người phụ nữ mang thai. Trời xanh vậy mà, sinh lý mà lúc đó đó, khi mà cây mà tạo mầm hoa, nó kích hoạt những cái hệ miễn dịch ra ngoài da. Tại các anh chị mình nắm nên nhớ cái sinh lý của cây lan. Bởi vậy lúc mà nó mang bông, đừng tử thuốc bệnh sâu rễ. Tử vô ích lắm. Tử làm cho nó chết thêm thôi. Tử làm cho nó ngộ độc thêm thôi. Tử làm cho cái bông mình nó bị dị ứng thêm thôi. Cây mang bông, sức đề kháng rất mạnh. Rồi, bây giờ các anh chị một tháng rồi, cái cây nó nuôi bông một tháng, bao nhiêu cái dự trữ của nó nuôi, cái giả hành nhăn, trước sau gì nhăn hết, rễ thun. Theo như các anh chị, giai đoạn đó các anh chị tưới cái gì? Nói cho tôi nghe. Tứ phần gì? Đây này, tôi ghi lên bảng. Các anh chị mình cho tôi cái 30-10 nè. 3-20 nè. 15-30. 6-30. 30. Rồi. Trong mối mấy loại phân điển hình này nè, cho lan nè, các anh chị mình chọn cho tôi cái phân nào sau khi cây tàn bông nó đương nhăn đó, làm sao cho nó mập trở lại, cho nó đo nước trở lại, phân nào? Rồi, một người. Hai nữa. Nó nhăn nè nha, nó nhăn lá nó bớt màu xanh, rễ thun. 6-30-30. Tại sao? Tại sao không đưa